nửa tiếng đúng không? Bây giờ là cái đợi lại xíu, đợi xíu. Tất cả mọi người này á sẽ có chương trình rất là vui. Bây giờ là có tích kịch là có tiền mặt phát thiệt luôn. Giải nhất là được 500 đô. Giải nhì 300 đô. Giải ba là 200 đô bây giờ phát tại bây giờ luôn á. Ở đây luôn, ở đây ai chưa vô ăn được á thì mọi người qua đây. Thì mọi người lại đây có chương trình phát tiền thiệt nè. Lại đây. Thì đi vô tiệm hết đi. Đi vô tiệm hết làm chương trình. Nghĩa là giải nhất được 500 đô, giải nhì 300 đô, giải ba 200 đô. Rồi vô đây. Vô mọi người vô trong hết đi mọi người ơi, có tiền. Có liệm tiền thiệt nè. Vô mọi người vô phát nhanh lắm. Vô. Vô luôn anh chị ơi. Vô lụm đùm tiền nè. Vô phát tiền thiệt. Vô luôn hết. Vô đây. Rồi. Vô đây luôn. Vô chậm luôn. Vô đây. Vô hết nha. Vô hết đi mọi người. Em lấy anh mấy cái tích kịch lên đây hết luôn em. Rồi khách qua đây luôn. Vô hết trong này luôn cho lộn đi. Giờ sổ luôn. Tiền giải nhất được 500 đô. Nghĩa là ăn cái lẩu này á chỉ có mười mấy đồng thôi mà trúng 500 đô cầm về. Giải nhì là 300 đô. Giải ba là 200 đô. Đúng rồi, giờ sổ luôn á. Bây giờ là em. Em cho anh mấy cái tích kịch lên trên cho khách đứng chờ trên này đi. Bây giờ sổ luôn á. Kêu khách chờ xíu đi. Em lên đây. Rồi. Ok. Rồi phát cho mọi người một cái tích kịch đi. Mọi người lấy một cái tích kịch giữ lại. Sau đó là đẩy cái thùng lên đây em. Đẩy cái thùng lên đây cho anh. Rồi. Giờ sổ liền luôn á, mọi người cứ giữ một tờ. À đúng rồi. Thì cái này là anh giữ nè. Cái này để em bỏ, anh bỏ vô cái thùng. Giờ em sẽ sổ luôn lấy tiền luôn bây giờ luôn. Đây. Mọi người đây, bỏ vô đây, mọi người bỏ vô đây. Đó. Mọi người giữ cái này, anh giữ cái này. Rồi. 5 chân nhẹ nhất, nhẹ gì là 300. Rồi. Tích kịch đâu? Đâu rồi? Tích kịch đâu rồi? Đây, tích kịch đây. Tôi có tích kịch luôn đàng hoàng. Đó, cái lộ đó. Không, em cứ giữ lại một cái chỗ của em thôi. Đây, ai chưa có, đó đúng rồi, chia đi. Cái giữ lại cái của anh. À, rồi, còn cái tự kiếm. Đúng rồi. Không, cái kiếp. Không, cái này là anh giữ. Bây giờ cái tích kịch anh đưa tích kịch cho em. Rồi, đưa tích kịch nha. Đâu. Anh giữ cái này, gọi là anh giữ. Còn anh đưa. Đây, bỏ vô nha, bỏ vô. Rồi. Đúng rồi, phải vô. Đó. Mọi người bỏ cái tích kịch vô thôi, còn mọi người giữ đi lại. Camen hướng quay qua đây, quay qua camen. Đây. Được không? Đi hướng ra đây xíu, để ra đây lao động xíu nè. Không sao, sao đâu. Bỏ tích kịch vô nè. Vô. Mọi người bỏ vô đây. Bỏ vô đây, tích kịch vô đây. Này sẽ làm chương trình một tuần khai trương nhá. Ok chưa? Rồi. Ok. Không sao. Bỏ đây luôn đi. Để đây. Ở đây đi. Rồi. Ok, bỏ chết chưa? Rồi, cảm ơn anh. Đó. Đó. Đi ăn lẩu có mười mấy đồng thôi, trúng 1000 đô mà không đi ăn nữa là sao? Đúng không? Ok chưa? Chơi lớn luôn chưa? Này là chơi là họ chơi lớn chơi mau dẹp tiệm luôn cũng được không sao hết á. Ok chưa? Ok mọi người hết chưa? Ở dưới kia hết tích kịch chưa? Ok. Khoan anh lên coi nữa ai nữa. Rồi, để em đi dạo một vòng. Đợi người đợi xíu đi dạo vòng hỏi có kịch hết chưa rồi em sẽ sổ nha. Đó nha, có chừng rớt của người ta á. Rồi, giữ nha. Từ từ quay nha. Để coi thử. Để coi coi. Ủa em mọi người bỏ tích kịch vô hết chưa em? Bỏ chưa? Để qua đây hỏi thôi coi. Hả? Từ từ đợi em xí.
Ở đây chắc mọi người bỏ tích cực hết rồi đó.